Các bạn, trong bài này thì mình sẽ nói với các bạn một cái khái niệm đấy là REST API, hay là chỗ cho bạn trong bài này thì mình sẽ giới thiệu các bạn cái khái niệm là REST API. Cái này các bạn nghe rất là nhiều rồi, nhưng mà có nhiều bạn thì cũng không hiểu nó hoạt động như thế nào. Thế nên mình làm bài này ở mức độ basic thôi, không đi quá sâu vào, để cho các bạn hiểu cách chúng ta viết một cái REST API server như nào. Trong bài trước thì mình đã dạy các bạn về HTTP API, thì REST API nó cũng sử dụng cái giao thức là HTTP. Nó có một số các quy chuẩn, ví dụ như là các cái method chúng ta dùng, rồi các cái kiểu build, các cái đường link, build cái URL như nào cho nó có ý nghĩa. Ví dụ như là ở đây, trong bài trước thì mình demo một cái get cho đến cái products đúng không? Cái đường link URL cho products thì trả về cho mình một cái tất cả sản phẩm dưới dạng array. Ngoài ra thì nó có các cái kiểu khác. Cái product này mình gọi nó là một cái resource, được chưa? Resource nhé. Đây mình viết ở trên nóc này. Resource. Đấy, thì thường thì trong cái ứng dụng các bạn sẽ có rất nhiều cái resource khác nhau, ví dụ như user có thể coi là một cái resource đúng không? Bạn nào làm trang bán sách thì các bạn sẽ làm một cái books resource chẳng hạn như vậy. Thì các bạn gửi đường link tới gạch chéo resource name, thường nó là số nhiều chưa, thì sẽ trả về cái danh sách tất cả các cái product, các cái resource ở trong đấy. Thường thì nó sẽ thêm các cái query parameter để mà các bạn có thể như là phân trang này nọ, nhưng mà đấy mình không nói nhiều đây, filter và phân trang. Ngoài ra thì nó có các cái method, ví dụ như là get đến cái resource gạch chéo ID thì các bạn sẽ lấy ra được cái product như vậy. Cái thằng REST API này nó không phải là một cái thư viện hay gì cả, nó chỉ là một cái quy chuẩn, được chưa? Tất cả ngôn ngữ viết về web server nó đều có thể viết được ra những cái REST API. Sau khi chúng ta hiểu bản chất của nó thì chúng ta sẽ có thể làm được. Yeah. Nhớ là gì? Cái method này, sau cái URL thì nó có cái công thức như này. Đấy, gửi khi mà chúng ta gửi một post request lên chéo resource thì nó sẽ tạo product và chúng ta phải gửi kèm data lên. Tí mình sẽ demo cái thằng post. Cái thằng put này thì nó sẽ các bạn phải có gạch chéo ID, tức là các bạn sẽ thay đổi. Yeah. Sẽ replace. Hoặc là gì, các bạn cũng có thể là create product chẳng hạn nếu mà nó không có. Yeah. Tiếp theo là cái thằng patch này thì nó chỉ có gì thôi, update cái product thôi. Put với patch khác nhau như nào thì đây mình cho các bạn làm bài tập. Đây là các bạn tự nghiên cứu xem hai này khác nhau như nào, rất là hay. Tiếp theo là thằng delete. Delete thì các bạn sẽ phải bảo là muốn delete cái thằng document nào đúng không? Đấy, cái item nào trong cái đống resource đấy thì đây, delete product kiểu như vậy. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ các bạn nhìn vào cái các bạn chỉ cần nhìn vào cái method và cái URL này các bạn sẽ hiểu nó đang làm gì. Đấy. Rồi, một cái nữa các bạn cần chú ý đấy là trong khi mà viết một cái REST API server thì người ta sẽ không dùng cookie để làm authentication, mà thường người ta sẽ dùng một cái header nào đấy. Cái header có cái name là authentication, được chưa? Và sau đấy thì nó sẽ tùy vào cái loại cái kiểu authentication mà nó có cái mã, cái token khác nhau ở đằng sau, hiểu không? Rồi thì bây giờ mình sẽ demo cái thằng post products để tạo ra một cái product mới trong database chúng ta như nào, đúng không? Ví dụ đây mình gõ chéo gì 3000 này, chéo API cho products để get, được chưa? Thế là mình thử tạo một cái post request lên cái thằng get này, mình để nguyên như thế nhá. Đây post này, post lên cái đường cái URL như thế này, và sau đó mình không cần chưa học về authentication thì mình tạm thời mình để nó ai cũng có thể post lên được. Tiếp theo là body, post lên thì phải có body và mình để đây là raw, và mình chọn JSON application JSON thì mình có thể gửi cái JSON string lên được, được chưa? Mình cho name product ở đây là gì, ví dụ như iPhone này, đúng không? iPhone XS. Tiếp theo là image, là mình sẽ dùng cái image này luôn đi. Đó, nhanh. Đấy. Do là JSON các bạn nhớ phải có cái ngoặc kép ở phần key. Tiếp theo là cái thằng description.
là new iPhone chẳng hạn. Đấy, thế thôi. Thế bây giờ mình thử gửi một cái post request lên cái UI này xem là gì xảy ra đúng không? Ấn send này. Nó bảo là forbidden. Tại vì sao? Thì do là mình, các bạn đọc cái phần response header này. Đấy. Cái status là 403 forbidden, tức là nó bảo là cái thằng C-Serve token này không hợp lệ. Nhưng mà mình thường ấy, cái thằng C-Serve token này chỉ dùng khi mà các bạn gửi cái web form từ web lên thôi đúng không? Đấy. Còn thằng này thì làm sao? Thằng này thì mình sẽ làm cái động tác là gì? Mình chuyển cái thằng route này. API product này, rồi mình cho lên trên cùng. Tức là trước khi mình thêm cái thằng C-Serve này vào thì mình cho vào đây đi. Đấy, ngay sau Express luôn. Đấy thì bây giờ mình thử xem server restart lại chưa. Rồi đúng không? Tức mình để bypass cái check cái đi. Gửi lại này. Vẫn bảo lỗi. À, bây giờ mình tạm thời mình comment cái thằng C-Serve phải lại đã. Ok chưa? Đấy, giả sử chúng ta đang build một cái API server thì các bạn sẽ thấy là nó báo là gì? Gửi lại này. Server chưa restart thì nó báo là not found tại vì mình chưa có cái endpoint đấy. Ok chưa? Thì bây giờ mình phải vào cái thằng route này mình define nó đúng không? Router post này. Controller.create nhá. Và trong cái thằng controller này mình phải tạo ra cái method async function này. Đấy. Mình sẽ phải tạo đây cái thằng gì? Create ở đây. Thì cái dữ liệu nó gửi lên sẽ nhận được qua request body đúng không? Thì mình chỉ việc khai báo gì cái thằng product mới bằng await này product.create. Đấy, bạn nào đọc về Mongo rồi thì sẽ biết thằng create này nó làm nhiệm vụ gì đúng không, và truyền vào request body. Đấy, và mình sẽ trả về rest.json là product. Đấy. Create thì phải trả về cái thằng mà mình đã create rồi đúng không, vừa mới create xong. Rồi bây giờ thử lại. Ấn send này thì các bạn thấy 200 ok và kèm theo gì đây, nó gửi lên đâu nhỉ, thử xem nó có lưu không đã. Bây giờ chúng ta kiểm tra trong database của chúng ta xem có không nhá. Ví dụ mình db.products này chấm file. Bây giờ cái name là gì, vừa nãy mình gửi lên thằng gì nhỉ, xem nó có trong database không nhá. iPhone XS này không có trong database chúng ta, vậy chúng ta xem nó tại sao nó không tạo ra. Ok chưa? Thì rất là dễ, mình sẽ vào debug, mình đặt một cái breakpoint ở trong cái thằng API chéo product controller ở đây ở create này. À từ nhá. Rồi bây giờ mình bắt đầu thử gửi lại cái request lên, ấn send lại nữa này. Thì các bạn sẽ thấy nó dừng lại ở đây. Kiểm tra request body có gì không? Không có undefined. Vậy là đây chúng ta thiếu mất cái gì? Do là mình đặt cái thằng khai báo route này ở bên trên cái body parser nên là cái thằng body nó sẽ không có gì ở trong. Thì mình sẽ phải đặt này ở sau cái thằng body parser kia chưa? Đấy, trước cái thằng cookie đây. Giờ chúng ta vào lại trong API Product Controller, đặt cái breakpoint đây, send lại data lên. Body lúc này có gì rồi, có dữ liệu rồi đúng không? Thì thằng mình expect là khi mà nó nhảy xuống dòng 10 này thì nó sẽ có thằng product nào đấy. Rồi ok, có lỗi gì không? Không có lỗi đúng không? Rồi bây giờ play tiếp. Xong, bây giờ xem
Thì các bạn thấy đây nó response về một cái object mới, status là 200 ok. Đấy, trong database bây giờ tìm ra thì sẽ có cái object đấy rồi. Đuôi là 707 đúng không? Trùng rồi. Đấy. Thì vậy là chúng ta làm được cái phần post. Và bài tập cho các bạn là làm nốt cái phần put, patch và delete và nghiên cứu xem thằng put và thằng patch khác nhau như nào. Được chưa? Đấy. Rồi ok, chào bạn.